I don't know how you people live down here. It's hot, it's humid. Most of the time it smells like that goddamn river. Smells all right to me. You know what it is. It stinks of mud. Wet, rotten mud. It's been buried down deep for way too fucking long. The Mekong Delta had that same goddamn stench. Hated it then, hate it now. So, what'd you find out? Franco Frank Pagani runs Tikva Harbor. Reports up to Tommy Marcano, and he has a ship called the Tanager, which he uses to smuggle shit in and out of the city. For the past 8 months, he's been making regular trips to Bermuda. What's in Bermuda? Not a goddamn thing. He's really been going to Cuba. Marcano used to run the mob casinos down in Havana. My assumption is that Frank has been taking whatever is salvageable from the old casinos and bringing it back up here. That's a lot of effort to reuse some old tables and slot machines. There's gotta be something else going on. Yeah, unfortunately, we can't walk up to Frank and ask him. He's in Havana now and he isn't scheduled to be back anytime soon. And then we gotta force him to change his travel plans. Frank's businesses are centered around stolen cars and freight. Look for places that'll support that kind of activity. Once you start taking them down, he'll come home. All right. I'll put a tap on the Coast Guard and let you know when the Tanager contacts them. Ok, Auto Theft, Grand Theft Auto. Không xem đâu rồi. Ủa, cái nhiệm vụ cốt truyện hả? Mình cứ tưởng là nhiệm vụ mà boss nhỏ nhỏ mini cái kiểu giống trước, nhưng mà hình như, à không. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì chúng ta phải đi nói chuyện với tụi này, Master Game. Lieutenant Frank Pagani. Ok. Nhưng mà cái này còn xa xôi lắm. Chúng ta phải giết hết nguyên đám, nhưng mà trong khi tới đây hai đám nhỏ nữa. Tại nó kêu mình nói chuyện mà nói chuyện tới hai người luôn nè. Là chúng ta có hai đám nhỏ để chúng ta cần phải xử lý. Ủa, chia ra cũng khó à. Một đám nhỏ xanh xanh dương nhưng mà xanh là xanh lá đây. Chỗ giấu kỹ dễ sợ. Hey, over here. So you the scary motherfucker who gonna deal with Junior Holland. Nice to meet you too, lady. Set it down. I don't mean anything by it. I'm Gina Kowalski. My old man and I used to boost cars with Junior before he decided to burn us and throw in with Marcano. I don't see your old man around. Died in a cell upstate around Easton. Oh. Sorry. He shouldn't have got caught. Junior's running cars out of the best old gas station around the way. Got some pros that come around with high-end rides. Hell, he even got a sideline bootlegging gasoline from the refinery. Where are the cars going? He sells some here. But knowing how many nice new rides gone missing lately, I'm guessing Junior's getting ready to run a bunch in a shipment out of town. If he's got people out on the street, I'll get him to talk. Maybe even get word about the pros he's got working for him. See you around, Gina. His boys don't scare easy, but you still need to get some of them to talk. Ủa, mấy bài này cũng có mấy cái xe cũng đẹp ấy chứ. Sao mình toàn chơi mấy cái xe, mấy cái chỗ thì khó tranh vậy ta. Auto theft. Destroy boosted car shipment. Căng nhỉ, ngay cái bên luôn. What the hell. Khi bạn muốn qua cái vật cản nào đó, các bạn hãy tông thẳng vào nó sẽ tự động cái bánh trước bạn giữ lại và cái bánh sau bạn sẽ bị đẩy ra đằng sau. Đẩy nguyên một vòng, what the hell. Sao toàn mấy chỗ khó không vậy. Chỗ này vẫn cho vô, nó vẫn không để ý vậy thôi. Mình cứ tưởng là chỗ này do là trespassing, những cái chỗ mà không phép vô, không được phép vô rồi đó. Sao cái cửa này không dùng được ta. Chắc là chúng không cần dùng cửa. Mà phải công nhận lạ một chỗ là những thằng này đều nhìn như nhau. Something.
Woohoo, whoa, 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 dừng chơi vô đây, vô đây. Dưới như này có tiền nhiều vậy ta. Thằng này không quan tâm luôn quá. Không quan tâm thiệt. Vô mấy đứa. Vô nè mấy đứa. Hết bom rồi, hết bom rồi. Ồ, một phát dính luôn. Nice. Làm sao để phá nguyên đống xe này ta? Có thuốc nổ hay con mẹ gì không ta? Vẫn còn đây. Whoa, 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 whoa. Ủa, tưởng chết hết rồi, chết ra. Nhưng mà không, vẫn còn hai thằng. Còn hai thằng kia thì vẫn bình chân như vậy, không có chuyện gì xảy ra đó. Này thì trời mày. Lấy tiền, lấy tiền, lấy tiền nè, đó, lấy tiền hết, lấy hết. Thường những thứ gì đốt được cứ lấy. Lấy luôn. Chỗ này cũng nhanh đấy chứ. Destroy man. Này có tiền nữa nè. Mình sẽ phá cái xe này ra ta. Ồ, bắn đại cũng phá được nữa nè. Mình cứ tưởng là phải có cái gì đó. Còn xe này cứ bất khả chiến bại, sao bắn vào bể ta. Căng gì? Tốt như mới, tốt như mới, thật là tốt quá đi. Má, không có một vết chày một gì luôn. What the hell. Cao lắm chứ đâu cũng được khoảng 3.000 là cùng. Mình nghĩ là vậy cho nên thôi bỏ đi. Mình có một cái chuyện gì đang xảy ra. Trong khi mình bắn quá trời bắn. Xài hết ba cái đống lửa bom của mình có hết trơn rồi cũng bó tay. Nhưng mà giờ đâu mua được đâu. Giờ chúng ta muốn mua là chúng ta phải một phải nâng cấp ông Perk. Hai là chúng ta phải, hay là mình là xài cái này cho Perk đi. Để còn có cái mà xài. Ủa nó chưa xong nữa hả? Damage remaining. Ủa còn thiếu gì đâu ta? Destroy boosted car. Oh. Pro car tips. Má phải kêu cái thằng này tại vì nó là dân professional đi cướp xe, đi ăn trộm xe. Vậy cái nghe tên thấy ảo rồi ba. Pro car tips. Junior. Đời sau nha ba, chứ phải đời đầu nữa mà, không phải senior nha. Junior. Thấy cũng lạ. Ây. Là nếu mà mình đi tới đây mình sẵn tiện mình unlock cái nhiệm vụ tiếp theo luôn. Tại bên kia nó cũng gần. Cái gì bao nhiêu nhiệm vụ khó, nhiệm vụ khó đa phần mình cũng làm hết trơn rồi. Tại cái nhiệm vụ nó dễ là hình như là cái đó rồi. Nhiệm vụ khó là mình làm ngay từ lúc đầu là cái khúc mà mình làm cái gì mình quên mất tiêu rồi. Là làm cái ông đầu chọc á, mà mình vô tới cái trụ sở ông, như cái lúc đó nếu mà mình làm sâu á, nó rất là khó. Nhưng mà do là làm tự nhiên mình vô tình mình làm lúc đầu luôn á, cái đâm ra nó khá là dễ. Hết mẹ nó bom rồi chứ không, này mình cho nó ăn bom rồi. Goddamn shooting gallery.
down another mask. Woohoo. Woohoo. Woohoo, thằng này cũng đang chắc đang tự hỏi đang chuyện gì sẽ ra. Woohoo. Easy money. Xe đẹp quá mấy đứa. Xe đẹp thế. Ô, cái này mình làm được 3.000 nữa là ồ, cũng gần xong thôi à. Talk to Pablo Duarte. Ông này mình chưa xong. Mình cái khúc này mình làm đúng ảo luôn. Mà mỗi thằng một viên là dính liền. Cái cây này, cái độ chính xác nó rất là cao. Vô mấy đứa. Mà hút kia mình không hiểu sao mình không phá được cái xe kia nhỉ. Cái cũng kỳ. Mà thôi cũng kệ. Cái hút kia xong là xong hết luôn. Thôi vãi cái đường chỉ đường. Nó chỉ ra đã xong cái mình chịu vô chạy vô lại. Nên mình đi cái đường hướng kia mới ghê chứ. Xe cảnh sát. Ôi vãi. Cũng gần khu nãy mà. Sao nãy ông chị mình đưa vô vô kia luôn cho rồi. I think you've been waiting for me. Yeah, Pablo Duarte. You're with the company? Not exactly. There gonna be a problem? If you can help keep money from going to those communist bastards in Cuba, then no. You with the Cuban Revolutionary Council? I made it through that disaster back in 61. Ended up here. I still have connections, though. It's how Frank Pagani's smuggling operation got on my radar. His man, Pops Holland, runs the freight yard. Does a lot of business with Havana. All that commie talk about common ownership is so much bullshit, it's sickening. Those hijos de puta only care about money. Since losing River Road, Pops has had to resort to airdrops. They move them around, so you'll have to find out where they're happening. I'm sure Pops' people will be more than happy to help me out. I'll be back, Pablo. Tại mình biết là này nó không có ai để ý rồi, tốt rồi. Đánh đấm cho cố vô. You want to see your families again? Then hurry the fuck up. Something's wrong. He's got to pick up the pace. Lên đây em, lên đây em, lên đây. Hurry the fuck up. You what? Come on, I ain't got all. Ồ, bắn gì? Không ai nghe mà. Mình mới bắn hụt rồi, nó không ai nghe cũng hên rồi đó. Mình đã thấy thằng này. Rồi, ok. Mình lặn xuống mình giết cái này luôn kìa. Đánh đập người là thấy không ưa rồi. Con mẹ đánh cái gì đánh hoài vậy trời. Ồ, nó thấy, nó thấy. Thằng chính nó thấy. Thấy lại đây đi, càng tốt. Nó mà di chuyển thì càng tốt chứ sao. Ồ, má quá đẹp, quá đẹp. Thằng kia cũng chưa hiểu gì hay xảy ra. Chí ít là vậy, để mình giết nó luôn đi, mình còn tiện việc đi lại thôi. Đứng làm cái con mẹ gì không hiểu nữa. Thấy mấy ngày là bắn không bể rồi, nhưng phải đập 500 hả? Mỗi lần có 500 hả? Ít ra có còn không đúng không? Quất luôn.
Bùm bùm bùm. 500 nữa. Mấy em đưa hết tiền cho anh nào. Tiền trên bàn còn để bao nhiêu cứ đưa hết. Đó. Ô nói tụi này cũng có tiền mặt cũng khá là nhiều. Destroy đằng kia nữa hả. Nó phải công nhận thằng này giờ nó giống như là one man army. Một mình nó chấp hết. Nguyên khu này là chả là gì đối với nó. Anh thích là anh vô, anh thích là anh đi thôi. Đúng không? Má quá dễ. Thế nghe trên này có sentry hay con mẹ gì không ta? Tại mình mà bắn á, là hàng kia đi biết ngay. What, have you lost your mind? Huh? Take cover. That shit's all here. Let's go. Come tussle with the motherfucker you are. Tội quá không thấy con mẹ vậy. Xong. Nổ đi em, nổ đi. Mình chưa nổ nữa. Sao mấy cái xe này nó trâu bò vậy? Nhiều lúc mình tự hỏi mấy cái xe này làm bằng cái gì mà nó trâu dữ vậy? Còn có đúng một cái rồi đó. Nổ đi. Đạn nó muốn hết luôn, nó không nổ được luôn trời. Xe nhìn còn mới cong luôn, mới cón luôn á. Ok, giờ chúng ta sẽ đi qua đây. Cướp đồ, cái xong chúng ta sẽ lên cái điểm xanh kia. Nhưng mà giờ làm sao đi ra khỏi cái khu này? À đây, 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 đây. Có đường ra, có hết. Tiếc là chúng ta phải kêu xe, giao xe thôi. Smith Mori. Yeah. 24.000. Ôi, 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 ôi. Lái kiểu gì mà tông người ta ghê vậy ba. Nhìn đường tí đi ba. Không muốn phải gọi thêm một chiếc khác đâu ba. Hư mẹ xe rồi. Mà mẹ nó lái xe thông minh dễ sợ. Lái tông người ta hư bà cái xe luôn. Này. Nice. Nó mấy thanh niên mà lái bất cẩn gì đâu á. Nhất là cái thằng mà đưa vũ khí á. Trời, nó lái như là đua xe. Đua xe mày. Giữ xe còn nguyên coi. Nó lái sao đụng xe con ta má. Nổ đùng. Viết giờ đi không được luôn, giờ phải lấy chiếc khác mới ra mới ghê. Chúng ta còn 24.000. 24.150 nữa. Gì đây? Ôi, có cảnh sát, có cảnh sát, có cảnh sát, có cảnh sát. Không chia liều được. Mụ cũng muốn bắn lắm rồi đó, chặn đầu xe luôn rồi đó. Nhưng mà có cảnh sát nên suy nghĩ lại thì sẽ tốt hơn. À đây, đây, bên đây, bên đây. Nó mai cây canh đó rồi. Để đập luôn càng tốt. Năm trăm. Đập luôn. Đập hết. Mỗi lần cái gì cái 500, 500, 500.
Sau khu rốt cuộc là khu bên nào ta? Này mới đúng nghĩa Hitman là vô mà sao để y nguyên vậy vô luôn. Ôi, sao khu này khó vô vậy? Rốt cuộc là vô đường nào ta? Một thằng Sentry tút đằng kia. Mình thích thì mình vô thôi. Quá ư là Hitman. Can't find this motherfucker anywhere. Ui giờ nếu mà mình gọi một trong hai người ra thì nó sẽ hay hơn là nếu mà mình bắn thằng đó. Rồi mình cần phải xử thằng này trước đã, để đảm bảo là thằng này nó không có liên quan gì tới thằng kia. Ok nice. What? Is that the guy? Could use a shower. Just saying. Ok, giờ nào nó ra tới đây á, mình sẽ gọi nó thêm lần nữa. Maybe he's over here somewhere. Vô đây, vô đây. Đó, để né thằng Sentry rồi cái. Pops, don't wanna hear it. Racket. I wanna know about it. Ồ, chỗ này tiện chứ. Pissed off motherfucker named Butterbean runs the show over there. He on out. I call the shots. I call the shot, man. Trừ bớt tiền đi. Dismantle. You gonna call for help? Má, không tin được là mình bắn hụt luôn á. Nhiều pha bắn hụt vãi đái thôi chứ. Giờ tụi dưới nó biết luôn rồi. Giáp vào full nó trơn rồi. Đó, cây súng lục này cần phải có cái accuracy cao hơn một tí. Cái này phải đập, đập rồi. Hiện cái xét là phải đập, đập hết. Cậu thằng đang tới, cậu thằng đang tới. Woohoo. Đốt được nhiều hay bấy nhiêu. Ờ, đập hết. Kill the Butterbean, what the hell. Sentry tốt đằng kia. We keep throwing our boys into that grinder and they keep boys in and nothing good's come of it. There's something more about not using the bomb. Out of the way. Đó, quá đẹp. Ôi, chết cha, bấm nhầm nút, bấm tính bấm đổi súng mà. Bấm nhầm. Easy money. Ok, vậy ta đi ra khỏi chỗ này đi ta. Xong rồi đó, 15.000 coi chúng ta còn khoảng 15.000 mấy. Thì mình nghĩ là chắc xong sớm thôi. Chỗ này không ra được ta. Không ra được luôn. Lúc còn nãy mình chèo chỗ nào vô ta. Mình cũng không nhớ mình chèo chỗ nào vô nữa ta. Nên mình xuyên qua mấy chỗ luôn á, là mới tới cái đường ra của mình. That guy who fell out of his window,
stocks. Chắc đâu đây nhỉ? Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. One day thôi, one day thôi. Không phải ta. À không, cái chỗ này khúc sâu rồi, khúc sâu rồi. Chỗ ra như đâu đây? Wow, mém nữa để nó phát hiện. Mình chạy bang bang giống như chỗ này chỗ của mình vậy ha. Đúng không ta? Chỗ này đúng không ta? Ừ đúng rồi nè. Chắc ra ngoài nè. Chúng sẽ gọi cái xe mới để chúng ta. Chứ giờ mình không nhớ mình xe mình để đâu nữa. Với lại mình lúc mà mình chơi cái này trên đây á, mình thấy nó kiểu như là nó còn khá là chậm nút khi mà mình bấm lúc mà chọn xe này, cái kiểu đang là mình bấm một cái là nó tự động nhận biết luôn rồi. Ok, mình sẽ đi giết thằng bên kia trước rồi chúng ta sẽ quay trở lại xử lý cái đám này còn lại sau 15.000 mấy sau. Tại vì chúng ta còn một số thứ để làm nữa. Công an có vẻ nhiều nha. Chỗ này nó gần hơn. Ok, để xe bên ngoài đi vô trong. Like a boss man. Tìm đường vô coi. Chỗ này quen quen nha. Mình cũng không rõ là đứng tuốt bên khu nào. Nãy giờ mình chưa có nạp đạn lại nữa mà. Hết đạn rồi. Này mà có bom mà hay biết mấy ta? Ừ có ba. Mà phải cho nó wow. Wow, best oil. Đó, dính liền. Ôi, mấy anh kia đang chạy xuống, mấy anh kia đang chạy xuống. Đủ chưa ta? Mấy cái tiền này còn nhiêu nữa ta? Remaining destroy push this car shipment. Còn 1.100 nữa hả? Biết hạ cái đám này xong nó xong chưa ta? Ok, để mình chạy lên cho mình lấy tiền nữa coi. Nếu có. Đợi bên trên mình thấy có một cọc tiền nữa. Chỉ cần cọc tiền nó có 1.000 mấy là ngon rồi. Vô đô. Vô. Cái cọc tiền không phải cọc tiền không nữa ta. Ồ tiền quá trời luôn. 500. Xong, biết ngay, đẹp luôn. Xong đó giờ làm khúc này xong là xong cái kia, khỏi còn phải chạy lại cái chỗ nãy nữa. Quá tiện. Chứ không là phải chạy lại cái chỗ nãy mà cái xe nó bị hư rồi, mình bắn không nổ không được. Giờ có chạy lại mình cũng không biết phải làm sao nữa. Cũng tiện là thằng đỡ phải chạy lại. Nhưng hết đạn rồi. Chúng ta hết đạn rồi. Nên mình trèo vô khúc này mà phải không ta? Ừ đúng rồi khúc này.
Nhớ được khúc này là mình để cái xe thôi chứ không gì đó. Chứ nãy nhiều lúc xe mình cũng không nhớ để đâu nữa. Smuggling. Chúng ta sẽ chạy lại chỗ này nói chuyện với ông nhỏ này thì chúng ta sẽ kích hoạt được nhiệm vụ cuối của nhỏ này. Và tiện đường chúng sẽ lên trên để giết thằng kia luôn. Giết nguyên đám kia luôn. Rồi cách chơi tiện đường nhất mà mình từng chơi. Thấy chỗ nào gần hơn cứ lên. What the fuck. Xe nhiều lúc thấy nó trâu bò thiệt luôn á, nhiều lúc thấy hoài không nổ, thậm chí là không chạy sướng cũng thấy lạ chỗ đó bị cái vấn đề hay sao á. Do cái gameplay nó vậy đâm ra cái nhiều lúc nó hơi kỳ kỳ. Chỗ bà này cứ phải nhảy ra như rô vậy ta. Junior's looking pretty fuck now, isn't he? You got that little speed freak Junior studied up out here. Didn't plan on doing any less. An old friend with an E out at the Best Oil say Junior come blowing through making everybody's life a living hell. And he won't leave until he can get the business right. Never heard of Junior Holland being so dang motivated. When you have to kick up to Sal Marcano, that'll light a fire into your ass. That, and all the speed he's on. When you whip his ass, tell him he shouldn't have messed with Gina Kowalski. I'll catch you later, Gina. Confront Jack Jr. Jack back on. Và chúng ta sẽ tiện đường lên trên giết cái thằng kia ra. Giết nguyên đám nhỏ nhỏ. Giết đám nhỏ nhỏ này trước nè. Thì smuggling. Không biết là làm cái số này xong chúng ta không phải 15.000 không. Mình nghĩ là phải còn thêm một nhiệm vụ nữa. Ít nhất cũng phải thêm một nhiệm vụ nữa. What the fuck. Sao cái chỗ này nó vẫn cứ còn đó vậy ta. Nó cho những 30.000. Nhưng mà hồi nãy mình làm hết trơn rồi đó. Cái đó để lát mình quay lại mình giết được không ta. Tại vì chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm. Riêng mình giờ vô nhà địch xong đi ra như đúng rồi á ba. Giống kiểu trốn không người. Đó, quá đã ảo. Chơi càng lúc càng phải ảo. Nói chung mình canh hết trơn rồi. Hai này chắc không thấy này đâu. Nhưng mà tại sao đâu bên ngoài lại có cảnh sát thế kia. Ồ, xong chưa? Này còn bao nhiêu nữa ta? Còn khối này nữa ha. 5.500 rồi chắc không đủ rồi đó. Ồ, ghê vậy bộ. Vậy luôn á hả. Bây giờ mình sao trèo lên cái đống này để mình đập cái đống này rồi. Thế nào thiết kế này hay thiệt luôn á. Hay thật. Thế nào thiết kế cái đống đó rồi mình sao trèo lên được trời. Ô hay. Chắc là cũng tính cho mình khỏi đập hay sao ta. Chứ đập thấy quái nào được.
Thấy quái nào đập được cái bé đó ta. Ok bỏ đi. Nó vẫn còn khúc đằng sau mà. Chứ mình cũng muốn đập lắm mà thì mới đặt cái chỗ quái ra sao đập. Mới chốc là có 14.000 để tiền điện nó xài đó. Cái này mình nên gọi để đồ với lại gọi mua thêm tí đồ đó. Hai thanh niên kia đang xuống. Vẫn đang xuống và kẹt xe. Dừng luôn bấy. Nãy mình nâng cấp nó, mình nâng cấp cái gì mình quên từ supply. Không, mình nhìn thấy súng hay sao ta? Handguns 18.000. Upgrade hết rồi. Yeah baby, come on. Thanh niên ngồi lái xe đúng bựa luôn. Rồi xe mình kẹt dưới này rồi. Nó né xe mình hay sao? Nó đâu dám đụng xe mình đâu. Ok, chúng ta sẽ đi xử lý cái đám này rồi. Jack Jr. Cũng may là tiện đường. Đỡ phải quẹo lại chứ. Quẹo lại chỗ này nó kẹt đường hết trơn rồi. Mình cũng không thích cho lắm. Cái đường thẳng lúc nào cũng hay hơn. Yeah man. Trip man. Cái này phải kiếm một cái đường nào dài mà có cua hoặc là rộng thì may ra chúng ta quẹo được cái cua 5 giây chứ. Mình quẹo được 1 giây không biết quẹo được chưa nữa. Where you at? I could have swore I heard something. Chỉ sợ dân thường thấy thôi chứ mình phải lôi nó ra đây. Chứ không là cũng bắn luôn rồi. Với thằng Sentry nó thấy. Cây này được cái nó bắn chính xác hơn cái cây súng lục mà mình đang dùng. Tại vì nó có cái nòng mà. Cái nòng mà kiểu như là chữ thập như thế này nó chính xác hơn nhiều. You don't think Junior's been acting a little extra jumpy lately with all the losses we've been suffering? Okay. Then where you want to look? Keep running, asshole. Ông này nhiều lúc trang đét. Tự nhiên nó ra hai thằng ra cùng một lúc luôn ta. Đó, đó là giờ tại sao mình thích cái cây này. Sentry Alert. Nó gọi điện luôn trời ơi. Sao mỗi lần bắn cái là nó hay thường hay khựng lại. Bỏ đánh rớt tiền luôn. Mấy dân chơi, mấy dân chơi. Vì cái những cái lúc gấp rút như thế này á thì chúng ta không bắn mà kiểu như bình tĩnh được. Cũng may là mình có nâng cấp hồi máu nên nó hồi máu khá là lẹ. Thằng kia vẫn không biết gì hết. Ok.
get this. Chi viện một chút xíu mà tụi nó loạn hết rồi. Nó gọi reinforcement tới luôn mà mình sợ hết trơn. Ồ, căng. Mà anh vẫn làm chủ được tình huống. Đó. Ôi, nó bắn chết đằng kia luôn mới ghê chứ. Rồi. Sao mỗi lần mình nạp đạn thì cái nó cúi xuống lại thôi. Đó, mấy cây này cứ nhẹ nhàng bình tĩnh là một viên là hết shot ngay. Ôi, giờ này càng lúc nó càng căng ta. Căng quá xá là căng. Không sao. Chúng ta vẫn làm chủ được tình huống. Một viên, hai viên, chúng ta tiết kiệm đạn lắm luôn rồi đó. Dính liền. Rồi, còn món ăn đó thôi. Đó, tặng mấy thằng cuối mình hay khoái tặng cho nó một đống đạn cho nó thoải mái. Đỡ phải suy nghĩ. Where those big balls now, Junior? Secure, man. Một trăm chín mươi ngàn King of Semi Auto. Mình đâu có xài sạch trên đâu ta. Ồ, nếu mà chơi Vito là chúng ta còn cái súng ngắm Night Vision luôn, ghê vậy. High Impact Hit SWAT. Ồ, Stormer High Guess Accuracy, rất là chính xác luôn. The Arm Dealer, The Explosive. Nói chung là súng cho ve ngọn đó. Mà súng của Vito vẫn là nhất. Our party is 4-person crew. Nên như là cái này chúng ta unlock được cái gì ta? Độ chính xác với độ giật cái kiểu. Ồ, để coi. Vito cũng cho món cũng hợi với mình, đâu có xài shotgun đâu ta. Mấy cái này mình chắc mình cũng không bao giờ xài nữa, tại vì không cần thiết lắm. Nên Cassandra đi. Can you spare some of your crew to hold Tick 4? Certainly. I'll send them immediately. Look over there. One of those cops. Hey guy, còn nhiệm vụ đây nữa. Talk about kill Frank Bagani. Những hàng lớn đã bắt đầu xuất hiện rồi nè. Smuggling activate objective. Để mình coi đây. Bên asset là mình đã bên Cassandra mình nâng cấp cái kia được chưa nữa. Gunsmith increase ammo capacity tới 220, chúng ta mới increase cái 370, nói chung cứ tới 370 đi. Cứ phàn hết cho Cassandra được cái gì. Set up, nói chung là làm cái này trước đã. Nói chung là
Những cái ngoài lề mình nên làm trước rồi chúng ta sẽ làm cái chính sau. Ok. Smoke bomb. Need new wheels in Tick. I'm in Tickfall. Sure thing, Cher. Heading your way now. Gọi hết luôn cho rồi. Chị đâu đi dân chơi? Keep this safe. Going straight to the bank. Ok, để mình ra nói chuyện như này. Mua được súng đạn cái kiểu này. Refill ammo. View items. Hình như là nâng cấp được á. Handgun hình như nâng cấp đạn hết trơn rồi đúng không? Blackburn. Cây này đâu bằng cây này đâu. Mà được cái cây này nó accuracy cao hơn nhiều, chính xác hơn. Đạn nhiều hơn nữa chứ. Ít giật hơn. Đam thấp hơn tí. Thiết nghĩ mình nên mua cái đó thì để nghe hợp lý hơn. Silence Decon. Handgun Accuracy. Nói chung cứ để dành tới 28,000 đi, cũng nhanh mà. Upgrade hết trơn rồi. Hope you're happy with that. Hey. See you later. Watch it. Oops. Chứ thôi chạy qua chỗ kia. Đáng lẽ mình phải làm cái kia trước nhưng mà không, cứ để từ từ ra. Nó ngoài vòng phủ sống. Chúng ta vẫn chưa lo xong con boss nhỏ. Để chúng ta còn cái bàn giao khu nhỏ nữa. Để cho con Cassandra luôn để chúng ta có thể có tiền để lên luôn. Lên đồ. Stability cái kiểu nâng cấp hết luôn. Marcano. Muốn gì xuống xe chơi mày. Nó hàng hitman phế gì đâu ba. Còn nữa hả? Nó đợi tí xuống xe coi. Mấy này nó cũng chịu ép xe cho bằng được đó. Bắn thì không ra hồ nữa nhưng mà mấy chú xui tới ngày bày đặt làm hitman đó kiểu. Được thuê. Mà không, anh mày kinh dị hơn chú mày nhiều quá là khác. Đang đi nó làm cái gì mà nó cho mình nhìn cái máy bay luôn vậy. Christ, when was the last time you slept? 3 days. Feel like I'm about to kill over. No one said you couldn't grab a warm piece of cools for a night. And risk getting busted by the federales? Bullshit. They'd have smoked all the shit themselves. Một đứa ra thôi. Làm cái quái gì hai đứa ra cùng một lúc là what the fuck vậy chứ. What the? I think he's over here. Damn. Đó này thì nhìn thấy là mình phải ra xa xa tí. Nên cầm súng này bắn thì sẽ hay hơn nhiều. Một viên là chết ngay. Mấy chú đang ở đâu? Woohoo. Giống kiểu peekaboo vậy ba. Peekaboo. Hết hồn. Giống kiểu đang đi cái nhìn thấy cái hết hồn. Bắn phát ngay đầu cho rớt sọ ra. Maybe you shouldn't be smoking right next to it. Don't be such a pussy. This here's American steel. Ain't got nothing to worry about. What?
Này thì chạy biết thế nào nó cũng chạy nên mình cũng thả một cái cho nó khỏi chạy. Mà hình như đó là phải mục tiêu của mình đâu ta. Mục tiêu mình đứng trong tuốt cái tòa nhà kia. Tóm ta. Ôi nó chọi mình luôn mới ghê chứ. Kiểu cái gì nó cũng có. Ồ 15.000. Ngon. Smuggling complete man. Vậy chứ xong rồi đó, chúng ta chạy ra khỏi chỗ này luôn cho rồi. Nó bắn thằng đó xong cái được 15.000 luôn. Tiện vãi. Talk to Pablo. Ok, no one witnesses. Ủa, quên, bấm gì đây chứ. Xong rồi. Cuối cùng cũng xong. Giờ đây chúng ta mới có thể tập trung vào những thằng chính. Set up giết từng thằng. Tại những thằng underboss chúng ta rồi cố tâm giết nãy giờ lắm rồi. Mệt lắm rồi. Pablo Duarte. Thì mình làm xong cái này nó sẽ đưa cho mình cái nhiệm vụ mới để giết một thằng phụ nữa. Thì có lẽ mình sẽ giao lại hết cho Cassandra để có thể mình nâng cấp được cái độ ổn định của súng. Má mình lái xe nguy hiểm vô killer. To Cuba. Go. You somehow managed to piss off both the communists and the gangsters. Word is Pops Holland has seriously fucked things to you. Best way to make a crook squirm is to hurt his money. Huh. Yeah. I heard Frank Pagani told Pops to get his ass back to the freight yard. Pops isn't going anywhere until you're dealt with. I understand he's a hard motherfucker. He's a survivor. Thanks for looking out, Pablo. But I dealt with a lot worse than Pops. Okay, confirm what a Pops. Pops? Tên có thằng nào tên đẹp hơn cái tên này không ta? Okay, rồi chúng ta có xe cảnh sát bên ngoài cái gì? YOLO mấy đứa. YOLO. Gần xong rồi. Cũng đỡ là cảnh sát nó không có bắt gì mấy cái tội khác, những cái tội mà là mainstream như là kiểu như là đua xe chỉ cần phóng nhanh thôi chứ không nói chi là vượt đèn đỏ rồi đụng người các thứ, mà nó cũng bắt là mình cũng chịu luôn á, là hơi bị căng đó. Còn như Gata 5 thì nó hầu như nó không quan tâm gì mọi thứ trừ việc đừng đụng như nó, giống như trang game này thôi, đụng nhẹ vào người nó nuốt cho mình sắp mặt luôn. Đường vô chỗ nào ta? Giờ cho biết cái này cổng ta. Vấn đề là vô chỗ nào ta? Nãy mình cũng vô cái chỗ này một lần rồi mà ta. Ở đây 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 đây, đây. Cái điều là nãy mình không nhớ. You think I should ask out Alice who works in the office? Alice Holland. Because you remember her dad is your fucking boss, and her brother is a homicidal fucking tweaker. So you don't think it's a good idea? Somebody better be fucking with me. Out there trying to kill us. So you ought to check that out. You can do what the fuck you want.
Một thằng vô thôi, một thằng vô thôi. Let's look someplace else. Okay. Sentry, sentry một đống luôn. Hostile zone. Hostel. Chỗ này à, nãy chỗ này mình chạy ra chạy vô mà không nhớ vị trí nè. Ờ quên chỗ này làm gì có đường vô ta. Hồi nãy mình chơi đó, mình chạy một vòng khu này rồi. Bị cái là nãy mình nhớ đâu nhớ được vị trí vô đâu. He ain't coming this way, is he? Tụi bay nên chạy là vừa đó. Đó. Ăn một viên headshot. Quá đẹp. Giờ mình chỉ cần đi vòng qua khu bên kia là xong. Đợi này xuống ra. Đó, nhẹ nhàng. Bắn mấy cây này là nhẹ nhàng, không bị phát hiện. Ủa làm sao đi qua được bên kia ta? Có cái phòng, ok, đi chúng ta phải đi ngang qua cái khu bên này luôn. Đi ngang qua tụi sentry này luôn. Thì mới cái cầu thang đi tuốt cái cuối dãy bên kia là chúng ta sẽ tới. Cứ để yên tụi sentry nó sẽ không nói gì, chúng ta sẽ không bị gì. Hay là cái cầu thang nó phải dẫn qua chỗ kia thôi ta. Ừ đúng rồi, cái chỗ cầu thang này mới đúng mà. Còn chiếc cầu thang của cầu thang kia nó đâu dẫn ra tới đâu đâu. Mình cứ tưởng là đi nguyên đường vòng. Nhưng không là nó đi từ từ. Vấn đề làm sao đi qua được bên kia ta. Nó mình giết láng hết luôn ta. Đây có gì không? Có tiền. Có kia nhưng mà để coi. Cái chỗ đó làm sao để qua được ta? Phải có cầu thang hay cái gì đó. Ồ, sentry cái kiểu. Mấy em đã bị tụi nó thấy rồi. Một thằng trên kia, hai ba thằng dưới này. Đó, mình quá điêu luyện. Quá điêu luyện. Nhưng thằng này không cần dọn xác đâu. Thiết nghĩ là vậy. Mình chỉ cần biết đúng vị trí của tụi kia là nó ở đâu như thế nào thôi. Ok, đi dụ nó ra coi. That's him. Let's go. This is the way you die. Cái lời dụ hơi quá đà. Wow, wow, wow. Tụi này có một cái khu riêng biệt hay sao ta? Ồ, nó có một cái cầu thang bên đây. À, tụi nó vẫn chưa biết đâu, tụi nó vẫn đang chuẩn bị thôi, chứ nó cũng chưa biết. Cho nên cứ từ từ bình tĩnh, không sao. Dù sao chúng ta đã qua tới bên đây rồi. Tụi bên đây nó vẫn bình chân như vậy. Ok. Mình đổi súng rồi ta. Bấm nãy giờ. Shit. Xong. Lấy tiền nào. Tiền nữa nào. Mình nghĩ cái này do Cassandra đi.
If we're gonna hold Tickfall Harbor, I'm gonna need some of your guys. Putting us in there gives us a foothold on the district. All you gotta do is make it official at the next sit-down. I'm of two minds when it comes to Lincoln's legacy. On the one hand, he was a brutal criminal who killed God knows how many people, a new breed of mobster, a prototype for criminals to come. Someone like that doesn't deserve the position history has afforded him. He should be forgotten, erased. But I also understand that Lincoln had a significant impact on the Italian mob in this city. He did what the Bureau wouldn't or couldn't do. He finished them. Cũng đúng, mình xử cả đám luôn rồi còn gì nữa. Ok, và chúng ta sẽ nhường tường thành. Cái là chúng ta đã nâng cấp được bên Cassandra rồi ha. Để coi. Nâng cấp được chưa ta? Im ruling stability luôn. Có rồi nhé, để mình gọi cái xe khi tới là xong. How are you, sir? I really strong and well. Frank Bagani. YOLO bitches. Ok, chúng ta là đường chính rồi. Đi gọi tụi giao súng rồi. I'm in Tickfall. Hold your horses, I'll get to you. Woohoo! Hai thanh niên này đã tới. Need to make a deposit, sugar? Okay, I'm good to go. See anything you need? Show me what you got. Nó là nhiều cái nâng cấp được gì không ta? Recoil hả? Giảm đồ giật. Mình nghĩ là đồ giật cái nên cho cái súng kia hay hơn á. Upgrade 10,000. 18,000. Hết tiền luôn. Upgrade mỗi lần thì hay thiệt á, nhưng mà hết tiền lẹ quá. Tiền bay trong phút chốc. Có nhiệm vụ nào cho một phát luôn 100,000 tiền không? Để có gì còn xài điện dây dần nhá. Đùng công nhận nó nè, mình cũng đã nói rồi. Nó xài tiền mình tối đa lắm á. Đùng cái hết. Chứ không có kiểu dư giả để hoài được. Tại chuyện gì tới nó cũng tới, là nó cũng cần nhiều hơn chúng ta thì tại những gì chúng ta đang có. Nếu mình vừa mới đụng xe cảnh sát. Ok, có lẽ là xử đám trên này rồi, chúng ta muốn làm gì làm. Oops. Còn đường nào khác không ta? Chạy có hơi quá đà. Thường là nó chỉ đó là chỉ rất đúng với những đường mà mình nên đi, nó sẽ hợp lý hơn. Mình đâu nghĩ cái đường này là đường mà chính thống đâu ta. Mình nhìn vô mình cứ tưởng là đường bên ngoài đường ray không đi được, chứ mình không quẹo, ai ngờ đó. Nó có đường nhỏ kế bên nữa. Oops. Quẹo cua sớm quá. Donovan. Em ơi, em đâu rồi? Làm sao anh thấy em?
just picked up this call between Mr. Frank Pagani and Tommy Marcano. The first voice you're gonna hear is Frank's. The fuck you mean it's gone? He came in and killed everybody. Christ, what a goddamn mess. I never seen Sal so pissed. You gotta get your ass back here, like, right fucking now. Sal's pissed? What about me, huh? Down here busting my ass, and now I have to deal with this shit? I told you I'd take care of you, and I stand by that. When you're back in town and things calm down, I'll make it right. Yeah, well, you fucking better. Boat's taking off here in a few minutes. I gotta finish up with some things. Then I'll fly back when I can. I checked with Vessel Traffic Services, and they're expecting the Tanager to arrive any time now. Frank's a slippery bastard, so I have no idea where he'll end up once he's back in the city. His car is on the Tanager, though, and from what I hear, he loves that goddamn thing. So if I can get onto the boat and plant this, I'll be able to track wherever he goes. It's the same model we used against the Soviets. It has a mercury-based trigger. Once you see the signal, just follow it. After I put this onto his car, we'll take apart the rest of his district. No sense in leaving any loose ends. I'm sure Frank will appreciate your thoroughness. Okay, get to the Tanager. Đánh đâu trời? Không biết mình để cái xe đâu nữa, mình lát hồi mình lại quên nữa chứ. Công nhận quên thiệt. Ờ, sao nãy nó không chỉ đường này ta? Need new wheels and tick fall. On a lot. Just get to the Tanager. How you doing? How you doing? Chúng ta sẽ giết thằng đó ngay từ đó ha. One car is promised. That's a big help. Ok, ngon. Chỗ này cũng đã từng bước giết được từng hàng nhỏ nhỏ rồi. Chúng ta đã giết những hàng nhỏ nhỏ rồi. Thì giờ chúng ta sẽ tập trung được những hàng lớn lớn hơn. Là như những hàng đó. Sao chạy vô đây ta? Mình không hiểu là sao chạy vô đây. Nó chạy dưới ngay khúc dưới của cái đầu cầu. Ủa cái cảng này luôn rồi chứ. Cái mà cảnh sát đi vòng vòng mới ghê chứ. Story mission, kill Frank Pagani, set up. Chỉ mới là set up thôi mà. Get to the Tanager, sao cái chỗ này nhìn quen quen quá ta. Mình tới chưa ta? Chắc chắn là không qua được rồi đó. Bỏ đài. Làm sao đi vô trong đây? Làm sao đi vô trong đây? Khu này có đường vô không ta? Mình nghĩ là có, nên cứ vô thử thôi. I know a guy can fence him. Hey, Paulie, takes 15%. I got your wallet in my office. Có nên bắn không? Nếu mà bắn thì tụi nó phát hiện lần hai đứa luôn á. Chỉ cần một đứa phát hiện á là chúng ta tiêu hết. What? I don't like this. Đó, nhanh gọn lẹ. Xử đẹp liền, thằng này nó vẫn không biết gì nữa sẽ ra. Tại vì tao đang dùng nồng giống thanh mà. Đó, quá đẹp. Đúng rồi, giờ lát nữa khỏi ra luôn, khỏi biết đường ra luôn. Hay kia biết chưa ta? What kind of mess am I making? Woohoo, woohoo.
don't hear a sound. Căng đét. Nào nhìn anh là xử hết. Xử nóng luôn. Này gần hơn. Những thằng như chú là cần phải bắn cái đầu. Get to the teenager. I am the double shift yesterday. Mày kệ nó đi, chắc không sao đâu. Mà sao xuống dưới đây ta? Ồ, vẫn còn thằng cái đó mới ghê chứ. Một viên là chết ngay. I only need one shot. One shot only. Oh, thằng kia đi lên lại mới ghê chứ. Xử nốt thằng này chứ không nó đi nó náo loạn lên hết á. Easy mà, đó chỉ cần một viên thôi. Chỉ là mấy thằng này khu vực mình không có biết nó đang ở đâu 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 đâu. Đã ta. Đâu ta? Bargany car. We found a man. Let's try over here. Oh. Hey, he's over here. Our monkeys. Grabbing some cover. Okay, xong. Escape. Có cách nào escape nhanh hơn không? Anh mày xong việc rồi, anh mày đi ra đi. Nhìn cái chỗ này cứ chao đảo sao sao á. Cái góc quay nó cứ chao đảo, mình cứ tưởng là con đang có chuyện gì xảy ra. Vô thì dễ mà ra mới khó. Get that stupid son of a bitch. Stay out of my way. Nó gọi enforcer luôn hả? Ghê dữ chơi. No witnesses. Ok, xong chưa? Nói thật ra những thằng như mình cũng chưa biết gì sẽ ra. Một phát còn lên máu full liền. Oops. Cái gì, cái cửa gì ghê vậy? Tốt hơn nữa tụi bay đừng làm cho ông nữa. Hãy làm cho tao đi. Đó, tụi bắn một phát chết ngay. Cái chỗ này nó rộng thiệt luôn á chứ trời. Hay chạy bộ ra nó cũng được tới là escape rồi đó. Đường thì dài mà không biết đường ra. Phải chỗ này không ta? Trong khi nãy mà mình phải tìm đường ra ấy, kiểu khó dễ sợ. Giờ chạy bộ ra thôi sao giờ. Mình cũng chả nhớ cái chỗ để xe. Đáng này nó phải là một cái vị trí, nó cái xe nó phải sáng lên màn hình giống như trên Mega 5 á. Thì may ra bạn biết là hướng đi, định vị cái xe rồi hoặc cái chỗ mà bạn đi vô. Ok. Cho cái xe nào. Need new wheels and tick fall. Just gonna take a squirt. Ok, chúng ta đã tới, nói chuyện với đâu là mình cái đó. I got a hit from the device you put on Frank Pagani's car, which means he's back in town. Bet he's pretty excited to make your acquaintance. I bet he is. Signal's clean, so you can take it from here. Just use the tracker I gave you. Catch you later. Okay, connection to Cuba.
let's go, man. Yes, the Bagani car. Nó giờ mình phải đi tìm trong phạm vi màu vàng này nữa. Tại vì nó cho một cái phạm vi, chúng ta cũng không rõ là xe của Bagani là ở đâu, là xe ổng như thế nào. Để chúng ta có một cái nhìn cụ thể hơn. Nhưng mà chúng ta phải vòng vòng để đi tìm nữa nè. Chắc cũng quanh đây thôi. Khu này nhỏ lại rồi. Thế mình nghe trong cái đám màu đỏ đỏ chắc là vậy. Tại vì nhiều khi nó đã nhỏ nhỏ lại thì đúng là như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Guess the Pagani car. Looks like the place. What's your point, kid? Hiding won't help you. Golden age. Vô đây em, vô đây em. Chỉ sợ người lạ thấy giống gì á. Woo, woo, ra đây lẹ, ra đây lẹ. Má mày bắt tao phải lôi mày vô hay sao á. Ra đó không được nhanh rồi, còn chậm chạp nữa. Woo. Make your way inside. Get to Frank, kill Frank. Bây giờ mình lùi lại đã. Biết có phải Frank không nữa. Get to Frank. Để mình hạ cái đám phụ tùng xung quanh của nó rồi. Ồ, phóng một phát qua đây luôn ba. Im lặng là vàng, đó. Cái này bên này nó dễ hơn cái vừa rồi. Trong kia đám kia chúng ta chỉ cần một phát là chết hết. Ồ, Playboy liền. Vargas Banting. Vô liền. Thường nếu mình cứ trick các bạn, nếu mà bạn mở khóa cái cửa, bạn cứ canh cái nào nhỏ nhất là các bạn. Ôi man, mở được cái cửa là nó biết luôn ta. Cũng hơi là mình có để cái xe bên ngoài. Mình không muốn nó để nó chạy một phát đúng lẹ luôn. Chạy kiểu tốc độ thần thánh gì mới đó 200 mấy luôn rồi, ghê vậy. Tốc độ thần thánh là gì thiệt chứ. Công nhận nếu các bạn nào để cái nhiệm vụ này á mà giết được nó thì sẽ hay hơn là kiểu như là, nhưng mà mình giờ mình không có cách nào khác á, kiểu gì là nó cũng chạy mất tiêu á. Cái đường duy nhất đi vô là chỗ đó thôi chứ sao giờ. Mà này nó chạy đúng lẹ luôn. Chị em chỉ không có ngày mai á. Ngồi ra mình cũng đã được chuẩn bị sẵn tinh thần. Những trường hợp như thế này có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi. Cho nên mình đã mua một chiếc xe khá là tốt. Để dí. Ồ, ít ra mình cũng điều khiển cũng khá là ảo lòi đó. Bên trong thì xe như có hai thằng đúng không ta? Mình chỉ sợ xe đi ngang đường thôi. Chứ là xe tụi này chạy nhanh quá. Mình không biết xe nó chạy kiểu quái gì mà xe nó chạy đúng ảo luôn. Trong khi xe mình nó kiểu dặn hết ga rồi nha. Đạp sốc, sốc hết tốc lực rồi đó. Nó đang thấy còn công người ta nữa chứ. Làm sao mà giết kịp mấy thằng này. Nhiều lúc cũng muốn lái nhanh lắm nhưng mà chỉ cần sơ suất một tí để công người khác á là giết không kịp liền. Mới đó mà chạy như điên vậy. Với lại cái game này nó không có kiểu như là các bạn cho bạn cầm súng khi mà các bạn đang lái xe á, kiểu đang để bắn cái này. Trong khi một số người là có thể như là Vito hay những gì mà có phụ có thể đi
nhìn ra ngoài để bắn, còn này không thể cầm súng bắn giống như trên xe được, giống như GTA 5. Ủa mình dẫn ra hết cỡ luôn rồi, càng lúc nó càng xa là sao ta? Dặn ra hết cỡ luôn, xe mình chạy không lại mấy xe này thì chứ mình không bóp, không bóp thắng luôn á, là chỉ có bóp ga thôi đó. Ù ù, lái ngu à, lái ngu nè mày. Lái ngu hả mày? Mày nghĩ máu mày trâu bằng tao không? Saw some interesting stuff back there. Counterfeit money, a press. Only thing I can't figure out is a connection to Cuba. Please, I'm all busted up inside. I need a doctor. I got a wife and three little girls. Hey, you want a doctor? Then you better tell me something worth hearing. Listen, what you saw, Sal set all that up. None of the money was worth a shit, though. Had me bring in a man named Alvarez, counterfeiter who works for Castro. He give you the plates, too? Plates? I thought you knew, on account of the robbery. Robbery? Marcano wanted the plates from the Federal Reserve. How do I find Alvarez? How? One of Tommy's guys picked him up. It was 10, 15 minutes before you showed up. Where are they taking him? Where? Huh? My little girls. No. Fuck! I've spent the last 48 years pursuing Lincoln Clay because he's a criminal. It's horrible what happened to him, but you know something? I think that when Sammy Ellis and Danny Burke were killed, it revealed who Lincoln Clay really was. A monster. Let's find out how you're gonna screw me this time. I'm done with Frank Pagani. Poor bastard's not gonna be running anything through Tickfall Harbor again. It's our territory now. Took care of securing this part of the city for you. The boys are looking forward to making their cells at home as soon as possible. You came and wound me up with your big tale about how we're gonna march through the city, murdering every Marcano bastard we cross. But look at me. I got nearly nothing here. Where's the tale you sold me, lad? Was it lies? It's time you fucking deliver. Last time we sat at this table, you called on me. Why? Because you know I'm the motherfucker who gets shit done. Always will be. The two of us, we're not escaping each other. Might as well embrace it. I'm towing the line, Lincoln. That's gotta mean something. You cooked things up this far, but you can still make it right between us. You know I'm the only one who will really have your back. The Haitians will run this part of the city. I've had enough of this shite. You're a lying, cheating bastard for dragging me into this. You preyed on my fucking sympathies and I'll never forgive you for it. Burke, come on now. Shit don't need to jump that far yet. There is only so much shit none an Irishman can take before he wipes it from his eyes and comes at you with both barrels. I see you clearly now, Lincoln, and it's time you made this right. Come on, Irish. Relax.
You've been around the block enough to know it's just business. You made your point, Burke. Now that's enough. Y'all don't have to like the decisions I make. And to be honest, your egos are the least of my fucking concerns. Way I see it, you fall in line or you fall out altogether. Now let's go make some fucking money. Look, I gave you some names and I'm paying you to chase them down, so don't give me any of that bullshit. Yeah, okay, just get it done. Christ, sometimes I think you want something done right. You all right? The night Sammy was so happy. Happier than I ever seen him. That money was supposed to get him, get all of us out from under Marcano. Motherfucker! What the hell did Frank tell you? Marcano had us rob the reserve so he could get his hand on a set of money plates. Georgie must have grabbed him during the robbery. I should have been paying attention. We already had this conversation. None of this is your fault. Like hell it isn't. Sal is a cancer. A leech. He had always intended to fuck all of you. Christ, look what he did to Vito. He murdered your family. The only way to make that right is by killing every cocksucker who's ever looked at that piece of shit. Give me some of that bourbon. According to Pagani, Marcano couldn't print the money himself, so he had a Cuban counterfeiter named Alvarez brought in. What do we know about South Downs? Tommy Marcano isn't the kind of guy who shits where he eats, so his rackets are pretty low-key. He runs a sports book and has a place where he stores his contraband. Tommy's got to know that I'm coming after Alvarez, so he's probably got him holed up in or near one of those places. One way or another, I'll get my hands on him. I'll be damned if I let Marcano print a single fucking dollar from one of those plates. Sounds like your assessment of Remy Duval was spot on. Listen to this. Look at what he's doing to us. Our neighborhood, our homes. I, for one, refuse to sit by and watch as some rubber-lipped nigger runs roughshod over everything we hold dear. And what is it you hope to accomplish? I will strangle that motherfucker, that's what I'll accomplish. I apologize. Shouldn't use that kind of language. He is egging you on, Remy. You are much too important to be caught up in all of this. Is the situation unfortunate? Of course it is. But nothing he is doing changes anything. Let Sal's men handle it. Sal's men? Olivia, the people of this neighborhood expect me to protect them, not some greased up wop assholes. No, 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 I need to respond to this. I need to send a message to those niggas and the Guineas that here in Frisco Fields, we take care of our own. This is a mistake, Remy. You could jeopardize everything we have been working toward. Our very way of life is at stake, and you think I give a goddamn about some casino? Sometimes I think you've forgotten your station in life, Olivia. A minute or so later, Olivia called Sal. Told him Remy's Southern Union pals were out looking for you. If you head back up there, I'm sure it won't be long before you run into some of them. Get them to tell you which hole Remy's hiding in. Yeah, once I'm done with that prick, Olivia's next. Getting to someone like her ain't gonna be easy. Between Marcano's men and all those rich white assholes she runs around with, they'll spot me coming a mile away. I need you to look at our options. Come up with a plan. Okay. I'm gonna look at our options and come up with a plan. What's wrong with you, man? Personal hygiene is very important.
Mát ni ngồi cắt móng chân. Really? Tôi sẽ đi qua đây nói chuyện luôn. Kill the church. Tại cái chỗ này nó quá xa. Kill Remy Duvon. Xem ở đâu rồi? The hell? Ok, giờ chúng ta đã unlock được tất cả các xe rồi. Ủa, thử dưới này các bạn nhìn, các bạn nghe các bạn nhanh đó. Bernie spill everything he know on Tommy Marcano. Send software to... được, ngon. Story mission, gambling. Còn khu dưới này nữa hả? What the fuck? Sao nhiều quá vậy? Rồi mình đi giết hết nguyên đám rồi đó. Ưu tiên khu này đi. Tại mấy kia nhìn giống như là cái khu mà... xe màu đỏ luôn, nhìn các bạn nhanh. Đã ta. Yes baby, come on. On the church. Chúng ta sẽ đi giết the church với lại thằng Duvon trước, chứ rồi chúng ta sẽ tiếp cận với hàng kia sau. Má ta niên. Quẹ không nói gì hết ta. Ồ, xe này đúng là quá giật thiệt luôn á. Lái nhanh vãi. Tốc độ thật là vãi chưởng. Ồ, xe này nhanh á, xe này nhanh á. Anh thích chiếc này rồi đó. Mình thấy là nghi rồi, nhìn cái vẻ tướng xe các bạn rất là hầm hố mà nhìn các bạn nhanh nữa, cho nên ai ngờ nó nhanh tới mức này đâu ta. Các bạn phải làm nhiệm vụ chính mới có. Ồ, xe lái đã ghê ta. Lái đúng như tốc độ thần thánh luôn á. Riết mãi tới tập này mà chúng ta mới có một cái xe thần thánh như vậy. Còn thả Nijo nữa chứ. Đù đã ta. Đó, đã. Làm sao mà trúng được. Là điều khiển rất là thoải mái. Đúng, what the fuck man. Thanh niên spawn giữa đường. I got a name for your judge. Cornelius Holden. He just made a call to Lou. I get worked up. I barely avoided that lunatic, Lou. Then I'll pay me enough. I'm gonna stop you right there. Cornelius is 60. The dipshits of this state first elected him to the Fifth Circuit in 1951. There's something else you should know. Those two men are Lamont Harris and Trey McCall. They were killed by a man named Hollis Dupree. Yeah, I heard he gunned them down when they showed up to his house asking for help. Hollis claims he was in self-defense, said he thought they were there to kill him. Cornelius is the judge that's presiding over the trial. So killing him might kick up a lot of noise. Cornelius is an entitled southern asshole. Killing him is going to do a lot more than kick up some noise. Hopefully, it'll send a message that is long past the time that those cocksuckers went extinct. That's the car down there that Lou was talking about. That thing armored? I pulled the work order for it. It's a complete custom job. Tough as hell. It'll take a pounding, but it won't be impossible. Cornelius is scheduled to leave any time now, so this is your window. You follow a set route? Not since the trial started, but he still makes a stop or two on the way home. So, you can either hit him then, or go after him when he's driving around. All right. Saying I don't like it. I'm looking for Blarney's pub. Is that anywhere around here? And watch out for the cops. The bush, some bitch.
Em yêu lên tiếp rồi em yêu. Không ngờ xe chạy nhanh mức độ vậy. Ủa nó nghe đằng kia luôn mà. Kill the church modern. Kia là cảnh sát không à? Nó đâu để ý mức độ vậy? Khi nào mình giết người nó mới nói mà ta. Kill church. Ồ, nó đang hộ tống hả? Ok, nãy đáng lẽ mình cạo bom luôn rồi nhưng mà cho nó căng quá. Con bé luôn. Nó được còn cảnh sát hộ tống nữa chứ. Thế mới đâu. Vấn đề chỗ là mình giết nó xong rồi không lấy nữa mình chạy kiểu gì. Đó mới là vấn đề. Nên nhiều lúc muốn giết liền nhưng mà không khả thi lắm. Oops. Mình không muốn tông phải ông đó mà. Xong rồi đó. Kill the turret, man. Wow. Chiếc xe thần thánh này chúng ta sẽ thoát khỏi cảnh sát trong vòng một nốt nhạc. Xe này chạy quá nhanh. Complete, man. Quá easy. Turn off the car. Story mission, the bosom. Wow. Còn như kill Remy Duvon. Tiện đường đi lên luôn. Cảm thấy mất cái xe là vừa đó. Nãy đang ngon lành, đang có. What the fuck? À, nó thay đổi thời gian kill Remy Duvon. Mình phải giết nó vào buổi tối mới được. Sao tích vậy? Chứ ban ngày là kiểu như là nó tự động nó thay đổi thời gian chứ vậy là mình cứ tưởng ảo giác đang bị con mẹ gì đó. What the fuck? Nó đốt sống cái gì người luôn kìa. Ghê mấy dân chơi. In the defense of Louisiana against northern aggression. Mình trèo vô thôi chứ. Trời ơi, đừng có góc nhìn cụ thể. Mấy này racist người da đen vậy luôn á. What? Phyllis, over here. What the hell? Ôi vãi. Phải chữ. Con kia vẫn sống. Thấy quái nào nó vẫn sống. Ra đây mày. Tụi bay làm mở cái lễ hội gì vậy? Giết người mà làm gì ghê vậy? Remy Duval. Kiểu gì chúng ta phải giết hết à, nhưng mà... Heavy your way.
dramatic scene here in Frisco Fields as one of the city's most prominent citizens, Remy Duval, was savagely murdered. Witnesses report he was bound to a cross and set on fire. Let's see if we can get a statement from the police. Chief Wilson, you care to make a comment? It's those goddamn niggas. Every last one of them needs to be rounded up and shot. That's quite a statement, Chief. You need to wipe the shit out of your eyes, son. Take a look around. There's a goddamn war going on.